Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh B Channel. Mình là Lộc và hôm nay là chuyên mục B News. Mình sẽ cập nhật những bản tin mới nhất về công nghệ. Và thông tin hôm nay sẽ dành cho các bạn iPhone và những người đang quan tâm đến thương hiệu Apple. Để không bắt các bạn phải chờ lâu, mình xin được phép bắt đầu. Hiện tại Bạch Long Mobile đang có chương trình săn mắt siêu sang, sale sóc sạch sàn, giảm mắt tới 10 triệu, áp dụng từ 25 tháng 4 đến 1 tháng 5 2022. Flash sale các sản phẩm như iMac và MacBook đi kèm theo các tiện ích khác tại Bạch Long, áp dụng tất cả các khách hàng mua sắm tại cửa hàng và trực tuyến trên toàn bộ hệ thống Bạch Long Mobile. Và bản tin đầu tiên đó là iPhone 15 và 16 sẽ không có Touch ID dưới màn hình. Apple đang thử nghiệm công nghệ cảm biến vân tay dưới màn hình nhưng sẽ không đưa lên iPhone, ít nhất là tới năm 2025. Theo nhà phân tích Minchiko, Apple chưa hài lòng với những trải nghiệm công nghệ dạng vân tay dưới màn hình hiện tại. Face ID với nâng cấp sử dụng được đeo khẩu trang vẫn là giải pháp sinh trắc học tuyệt vời đối với Apple, ông nói. Tuy nhiên, báo cáo mới dựa theo diễn biến thực tế các nghiên cứu gần đây có tiến bộ phát triển thấp hơn dự kiến. Tin đồn Apple đang tìm hiểu về cảm biến vân tay dưới màn hình xuất hiện từ năm 2020. Các nhà phân tích, chuỗi cung ứng đều khẳng định Apple vẫn đang tích cực nghiên cứu nhưng kết quả chưa như kỳ vọng. Ngoài iPhone tiêu chuẩn, Touch ID dưới màn hình được kỳ vọng sẽ có trên các phiên bản giá rẻ như iPhone mini và iPhone SE. Công nghệ cảm biến vân tay dưới màn hình từ lâu đã được sử dụng trên những điện thoại Android như là Xiaomi, Samsung, Huawei với hai công nghệ chính là dùng cảm biến siêu âm và quang học. Trang bị này sẽ giúp cho máy có thiết kế viền màn hình mỏng, mặt lưng không cần phải tốn chỗ cảm biến vật lý. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng độ nhẹ cảm biến dưới màn hình không tốt, tốc độ chậm và khó hoạt động khi dán màn hình hoặc tay ướt. Và bản tin tiếp theo chính là Apple và LG đang thử nghiệm làm màn hình rập 9 inch. Apple được cho là hợp tác với LG để phát triển màn hình siêu mỏng có thể gặp lại thiết bị trong tương lai của mình. Theo The Athletic, tấm nền OLED mà Apple và LG đang phát triển được thiết kế dành cho các đa dạng sản phẩm hãng như điện thoại, tablet, laptop. Tấm nền này sẽ có mặt kính siêu mỏng thay vì phim nhựa. Ngoài ra, LG cũng cung cấp cho tấm nền OLED độ phân giải là 4K, kích thước là 17 inch, có thể gặp thành 11 inch cho HP trong năm nay. Nhà phân tích Minchigo cho biết Apple đang tích cực thử nghiệm thiết bị có màn hình OLED 9 inch gặp đôi và sự kết hợp giữa iPhone và iPad. Hãng hiện tập trung vào các thiết bị màn hình cỡ trung, sau đó các thiết bị gặp có màn hình lớn hơn trước khi mở rộng sang thiết bị nhỏ như là iPhone. Dự kiến là phải đến năm 2025, người dùng mới có thể thấy iPhone gặp. Trước đó, nhà phân tích Ross Young cũng đã từng chia sẻ thông báo rằng Apple đang phát triển laptop với màn hình gặp 20 inch. Các mẫu thiết bị gặp dự kiến sẽ mở ra một danh mục mới cho Apple, hỗ trợ nhiều mục đích như sử dụng các máy tính xách tay và các bàn phím ảo gặp lại hay là một màn hình lớn hơn khi mở ra. Các mẫu thiết bị gặp dự kiến sẽ mở ra một danh mục sản phẩm mới cho Apple, hỗ trợ nhiều mục đích sử dụng như máy tính xách tay, bàn phím ảo gặp lại hay là một màn hình lớn khi mở ra. Và bản tin tiếp theo là bản tin thực sự khá là buồn, đó là Apple sẽ không sửa chữa iPhone khi đã bị báo mất. Những chiếc iPhone bị đánh cắp hoặc thất lạc theo cơ sở dữ liệu của GSMA sẽ bị Apple từ chối sửa chữa. Trong bản ghi nhớ vừa rồi gửi tới nhân viên ở Apple Store, các cơ sở bảo hành ủy quyền, Apple sẽ bổ sung thêm dữ liệu GSMA cho chính sách sửa chữa của mình. GSMA Device Registry sẽ là cơ sở dữ liệu toàn cầu, cho phép chủ sở hữu smartphone có thể thông báo về trang bị thiết bị nếu mình bị đánh cắp hoặc bị mất, hoặc có thể đang trong các hợp đồng nhà mạng nào không có thông qua số email của điện thoại và các thông tin truy cập vào nền tảng để tra cứu về tình trạng thiết bị. Với chính sách mới của Apple, trước khi tiến hành sửa chữa iPhone, các nhân viên bảo hành sẽ kiểm tra máy nằm trong danh sách của GSMA hay không. Nếu thiết bị đã từng bị báo cáo mất, họ sẽ từ chối cung cấp tất cả dịch vụ sửa chữa. Trước đó, Apple đã từ chối bảo hành với những sản phẩm bị báo mất thông qua tính năng Find My. Tuy nhiên, vẫn có một số lượng không nhỏ người dùng Apple không sử dụng tính năng này. Việc bổ sung danh sách của GSMA giúp ngăn chặn việc vô tình sửa chữa hoặc đổi mới cho những chiếc iPhone bị đánh cắp. Các chuyên gia khuyến nghị, với những thay đổi càng ngày càng chặt về chính sách bảo hành của Apple, người dùng nên lưu lại những hóa đơn mua hàng để sử dụng khi cần. Trong trường hợp quên Apple ID, hóa đơn mua hàng sẽ giúp cho những người dùng chứng minh tính sở hữu để được Apple hỗ trợ. Bản tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục video của mình và mình mong video này sẽ giúp ích cho các bạn hiểu thêm về thông tin công nghệ nhiều hơn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé.